Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết đam mỹ Đế Vương Công Lược. Tác giả Ngữ Tiếu Lan San qua phần diễn đọc của Sam. Nếu các bạn thích bộ truyện này cũng như yêu mến giọng đọc Sam thì hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Vương Công Lược Tập 21 Tô Hoài Sơn Trang nằm ở phía nam thành Vân Đức. Nơi này cũng là một trong những hành cung của Hoàng gia. Diện tích không lớn nhưng cũng rất tinh xảo. Toàn bộ công tượng xây dựng Sơn Trang đều đến từ Giang Nam. Vì vậy, kiến trúc của tòa nhà không mang nét dung tục của phương Bắc. Tường tràng ngói đen, cửa gỗ khắc hoa, thoạt nhìn có vài phần sắc thái dịu dàng duyên dáng như nữ tử. Nửa đêm hôm đó, Nam Ma Tà đang cùng đoạn giao lắc lư trở về hành cung. Đang muốn tới chỗ tiểu viện kia học đánh cờ thì đúng lúc gặp được đoạn bạch nguyệt. Đoạn giao quả quyết đuổi về phía sau hai bước, trốn sau lưng sư phụ. Đoạn bạch nguyệt nhíu mi. Nửa đêm rồi, còn muốn đi đâu? Nam Ma Tà cũng nhíu mi. Nửa đêm rồi, người cũng muốn đi đâu? Đoạn bạch nguyệt nói đây là đường trở về tẩm cung vậy thì đi nhanh lên nam ma tả kéo tay tiểu đồ đệ dắt về chúng ta cũng phải trở về nghỉ ngơi rồi đoạn mạch nguyệt nói đứng lại nam ma tả bỏ chạy cực nhanh đoạn mạch nguyệt phi thân chắn trước mặt hai người ánh mắt lạnh lùng nói đoạn dao nhanh chóng ôm đầu nam ma tả hắng giọng hai cái thành thật nói tới chỗ tiểu viện kia một chút nửa đêm rồi còn tới tìm lão tiền bối kia làm chi? Đoạn mạch nguyệt không hiểu. Ánh mắt đoạn sao lay động. Nam Ma Tả căm giận nói. Vài ngày nay, buổi tối Giao Nhi đều tới tìm hắn học võ công. Đoạn mạch nguyệt lại càng ngạc nhiên. Học võ công? Sư phụ có thể đồng ý sao? Chuyện này tất nhiên là không đồng ý rồi. Nam Ma Tả vặn xoắn góc áo nhăn nhúng nói. Ừm. Đánh mắt đoạn bạch nguyệt đầy nghi ngờ. Đoạn giao giải thích chỉ học 10 ngày Cũng không phải là loại võ công phức tạp gì Tên gọi là gì? Đoàn Bạch Nguyệt hỏi Nam Ma Tà thuận miệng bịa Minh Nguyệt chỉ pháp Điểm Nguyệt sao? Đoàn Bạch Nguyệt lắc đầu Cũng được, muốn học thì cứ học Khó lắm mới được tiền bối bằng lòng dạy cho Chỉ là ngày mai đã phải tới Tô Hoài Sơn Trang rồi Sư phụ và Giao Nhi có cần phải đi trước không? Nam Ma Tà nhất thời bối rối chính mắt thấy tiểu đồ đệ sắp bị cướp rồi nên tất nhiên hắn rất muốn thời thời khắc khắc canh giữ bên cạnh nhưng dựa theo mạch tượng của đại đồ đệ mấy ngày nay thì dường như kim tản tuyến cũng sắp tỉnh hơn nữa còn chưa biết làm cơ rốt cuộc là người hay quỷ cũng không thể để một mình đại đồ đệ tới tô hoài sơn trang được suy trước nghĩ sau nửa ngày mới nói giao nhi ở lại bắc hành cung này vì sư cùng ngươi tới tô hoài sơn trang đoạn giao lập tức nói Ta sẽ bảo vệ tẩu tẩu thật tốt. Vô cùng nhu thuận khéo léo. Đoạn mạch nguyệt vỗ vỗ đầu hắn, xoay người về tẩm cung. Đoạn dao thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi. Vì sao không cho ca ca biết sự thật? Trong đầu hắn nhiều sự tình rổ nén lắm rồi. Có thể bớt được chuyện nào thì hay chuyện đó. Nam Ma Tà nói. Nếu biết người vì hắn mới chịu học võ công, sợ là cũng sẽ không đồng ý. Đoạn dao gật đầu. Nam Ma Tà dẫn hắn đi theo đường mòn chậm rãi tới tiểu viện kia, nhịn không được lại thở dài. Tương lai người tìm tức phụ, cần phải ích kỷ một chút, nghỉ vạn lần đừng theo ca ca ngươi, làm tình thánh nữa a. À? Đoạn sao căm nín. Lại qua một ngày, đoạn bạch nguyệt quả nhiên liền dẫn người vào tô hoài sơn trang ở. Tin tức chuyển tới thành viên đức, dân chúng vốn đã vì nữ quỷ này mà không có can đảm ra ngoài. Này lại càng hận, không thể từ sáng đến tối, đều trốn trong nhà. Dù sao thì đó chính là Tây Nam Vương á. À. Từ trước đến nay, vẫn là lòng lang dạ sói, thủ đoạn hiểm ác. Cũng không biết vì sao lại tới nơi này. Trốn xa một chút thì tốt hơn. Nam Ma Tà đi dạo một vòng nói. Sơn Trang này đúng là không tệ. Là một nơi hưởng lạc rất tốt. Đoạn Bạch Nguyệt cầm lấy ấm trà. Còn chưa kịp phân phó hạ nhân đun nước nóng. Thì đoạn niệm đã đến thông báo. Nói là đào đại nhân tới. Nam Ma Tà sắn tay áo lên. Đoàn mạch nguyệt ngồi bên cạnh từ từ nói Nếu sư phụ dám xuất hiện Nửa tháng tới Đừng mơ được ăn miếng thịt nào Nam ma tả căm nín Đoàn mạch nguyệt lại bổ sung Cũng có thể là lâu hơn nữa Nam ma tả ôm đầu ngồi sổng trên mặt đất Đoàn mạch nguyệt chỉnh lý y quan một chút Đẩy cửa ra khỏi phòng Đào nhân đức quả thật Đang ở trong đại sảnh uống trà đợi Nể tình đoàn mạch nguyệt đã có ơn cứu mạng Trong cuộc chiến thanh trừ lưu phủ gần đây cũng coi như yên tĩnh, nên thái độ của hắn nhìn qua cũng hiền lành, hữu hảo, đứng dậy không người hành lễ. Tây Nam Vương Đảo đại nhân khách khí rồi, đoài bạch nguyệt trêu. Bổn vương chân trước vừa tới sân trang, đại nhân chân sau liền đến bái phỏng. Quả nhiên là ngay cả thời gian uống chén trà nhỏ cũng không có. Gấp gáp thế này cũng thật là thất lễ, đảo nhân đức nói. Chỉ là trong lòng hoàng thượng vẫn lo lắng cho Tây Nam Vương sợ hạ nhân trong sơn trang này hầu hạ không đủ chu toàn nên mới phái hạ quan tới đây trông nom để tránh phải bạc đãi chư vị cảnh trí trong sơn trang cũng không tệ lắm đoàn mạch nguyệt cười cười có điều vẫn muốn hỏi đại nhân không biết khi nào hoàng thượng mới có thể triệu kiến bổn vương đoàn nhân đức hỏi lần này tây nam vương đến đây là vì chuyện gì đoàn mạch nguyệt nói đưa vài thứ dược liệu nếu chỉ là đưa dược liệu thì giao cho lão phù cũng được. đảo nhân đức nói. gần đây hoàng thượng long thể khiếm an, trong chiều sự vụ phức tạp. nếu tây nam vương muốn gặp hoàng thượng, e là phải đợi một thời gian. không sao. đoạn mạch nguyệt đáp. đảo nhân đức thầm nghĩ, không sao. đoạn mạch nguyệt tiếp tục nói. vừa vặn thời gian này tây nam phủ cũng không có chuyện gì, coi như là tới đây du sơn ngoạn thủy cũng được. đảo nhân đức cảm thấy đầu mình bắt đầu đau như vậy e là không thích hợp có gì mà không thích hợp đoàn bạch nguyệt bật cười kim thái có thể ở vương thành hơn một tháng bổn vương lại không thể ở thành vân đức này nhiều thêm hai ngày hay sao cao ly vương là vì tiến cống mới có thể đến đại sở lần này ở vương thành hơi lâu cũng chỉ là vì muốn giúp công chúa tuyển phỏ mã mà thôi đoàn nhân đức nói cũng không phải là nhàn rỗi không có chuyện gì chạy ra ngoài dung ngoạn đoàn bạch nguyệt nói bổn vương tới đây lần này cũng là vì tiến cống. Kim Thái chỉ cống vàng bạc, chỉ là vàng bạc dù nhiều, cũng không mua nổi nửa cây thảo dược của Tây Nam. Đảo Nhân Đức có chút do so dự. Dù sao số thảo dược này cũng là thứ cửu vương gia muốn. Cửu vương gia lại là người ôn nhu hiền thục như vậy. Vẫn là không nên trêu chọc thì tốt hơn. Nếu không, không phải chỉ có mình đau đầu, mà ngay cả hoàng thượng cũng thế. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Đảo đại nhân còn chuyện gì muốn nói nữa không? Đảo nhân đức đành phải nhượng bộ. Đường xa vất vả, chắc là Tây Nam Vương cũng mệt mỏi rồi. Hôm nay liền nghỉ ngơi sớm đi. Đoạn mạch nguyệt gật đầu, tiễn hắn ra khỏi đại sảnh. Nam Ma Tà vừa đi ra, vừa gặm trái cây nói. Hắn phải ở trong sơn trang này thật sao? Nếu là phụ trách canh chừng ta, làm sao có thể ở nơi khác được? Đoạn mạch nguyệt nói vẫn cả tính tình nghiêm nghị nề nếp này. Quả thực là vài chục năm không hề thay đổi. Nam Ma Tả tặc lưỡi. Cử nhiên ngay cả tiệc đón gió tẩy trần cũng không ăn cùng nhau. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Quan viên trong triều hiện tại, đang lúc thế cục không rõ ràng như này, sợ là không ai dám ngồi chung bàn với người của Tây Nam Phủ. Nam Ma Tả nói. Nghe chùa sót làm sao? Đoàn Mạch Nguyệt không để bụng nói. Như vậy là càng thanh tĩnh. Nếu không cả bữa cơm đều phải nhìn vị đào đại nhân kia Ngay cả sơn chân hải vị Cũng ăn không vô Sắc trời dần tối Đêm xuống Mưa ngoài trời tí tách tí tách rơi Đoàn bạch nguyệt dựa vào đầu giường Hai tay gối đầu Còn chưa ngủ thì nghe bên ngoài Chuyển đến tiếng động rất nhỏ Vì vậy khẽ nhíu mày Đứng dậy mở cửa ra Tay sở uyên cầm một cây hàn mai tán Đứng trong màn mưa nhìn hắn cười Người đoàn mạch nguyệt đầu tiên là kinh ngạc ngây người sau đó cũng cười theo nhanh chóng bước tới kéo người ôm vào lòng giọng nói có chút bất đắc sĩ đã nói là phải ở hành cung nghỉ ngơi thật tốt rồi tới xem một chút thầy phó đại nhân có bị ngươi làm cho tức chết hay không trên vai sở uyên có dính ít nước mưa chóc mũi cũng lạnh buốt đoàn mạch nguyệt đưa tay cầm lấy hàn mai tán kéo hắn vào phòng ngủ nam mà tả ghé vào cửa sổ phòng bên cạnh nhìn trộm trong lòng rất là vui mừng. Nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng thấy tương lai có chút tia sáng rồi. Hạ nhân nhanh chóng đưa nước nóng tới, sở uyên ngâm mình trong nước, lười biếng gác cảm lên thành dục đũng. Nhìn cái gì? Tất nhiên là nhìn ngươi. Đoàn bạch nguyệt ngồi trên băng ghế nhỏ, hai tay nâng quay hàm. Sở uyên cười. Ngốc. Đoàn bạch nguyệt nói. Ngươi lại không cho ta qua đó. Sở uyên nghĩ một chút lấy tay bắn vài giọt nước qua. Đúng vậy, chính là không cho phép ngươi tới đây. Ngày mai phải về hành cung sao? Đoàn mạch nguyệt hỏi. Sở Uyên đáp. Tối mai mới trở về. Sáng sớm hôm sau còn phải cùng người khác nghị sự. Cũng tốt. Đoàn mạch nguyệt kéo ghế nhỏ tới, ngồi bên cạnh hắn. Vậy ngày mai liền không ra khỏi cửa nữa. Miễn lại gặp phải vị đào đại nhân kia. Vừa dứt lời, bên ngoài tiểu viện liền có người đẩy cửa tiến vào Đảo nhân đức đứng trong sân cao giọng hỏi tây nam vương đã nghỉ ngơi chưa sở uyên đỡ chán đoàn mạch nguyệt co rút khóe miệng sở uyên nháy mắt ra hiệu hắn ra mở cửa đoàn mạch nguyệt than ngắn thở dài dùng nụ cười rất là lãnh tĩnh ra mở cửa đêm khuya thế này mà đại nhân còn đến đây không biết là vì chuyện gì đào nhân đức giơ túi giấy trong tay lên nói Sở Tây Nam Vương nửa đêm đói bụng nên mua chút thức ăn mang tới. Đoàn Mạch Nguyệt nhận lấy túi giấy, nhẫn nhịn nói. Đa tạ. Vậy thôi, Lão Phù xin cáo từ. Thái độ đào nhân đức rất là cung kính, làm người khác muốn đánh cũng không tìm được lý do. Đoàn Mạch Nguyệt xoay người vào phòng, đem túi chân gà đặt lên bàn. Sở Uyên nói. Có lẽ lại sợ người có ý đồ làm loạn nửa đêm chạy ra ngoài, cho nên mới cố ý tới đây kiểm tra. Thật sự là không thể nghĩ biện pháp đuổi hắn đi khỏi đây nhanh một chút sao? Đoàn Bạch Nhiệt nói. Chưa kể đến ta, nếu làm cơ thật sự xuất hiện thì vị đảo đại nhân này cũng là một gánh nặng a. À? Thầy phó đại nhân tới đây chỉ là vì cấp bậc lễ nghĩa mà thôi. Tối mai sẽ có người khác tới thay thế. Là một cao thủ xuất thân từ Nhật Nguyệt Sơn Trang. Tên là Cung Phi. Vừa trở về Vương Thành. Cũng chưa có chức vụ. Nhưng ở thời khắc mấu chốt cũng có thể trợ giúp một tay. Đoàn mạch Nguyệt lấy một cái khăn to bên cạnh ra nói Nước cũng lạnh rồi Đi ra Sở uyên lắc mình tránh thoát tay hắn Đoàn mạch Nguyệt còn chưa kịp phản ứng lại Thì sở uyên cũng đã Bọc áo choàng đứng lại một bên Đoàn mạch Nguyệt dừng một chút Đưa khăn cho hắn Tự giác xoay người nhìn cửa sổ Sở uyên lau khô tóc Lấy trung y bên cạnh ra Còn chưa kịp mặc vào thì đã có người đổi ý Xoay người lại Kéo hắn ôm vào lòng Sợ Uyên nheo mắt. Làm can. Cái này gọi là thị sủng mà kiêu. Đoàn Mạch Nguyệt nhấc bổng hắn lên. Đoán chắc Hoàng thượng cũng không nỡ vặt ta cái gì. Sợ Uyên vòng tay ôm cổ hắn, nhắm mắt lại hôn lên. Đoàn Mạch Nguyệt đem người thả xuống giường, đôi môi chốc lát cũng chưa từng tách ra. Đợi nhiều năm như vậy rồi, một khi đánh vỡ điều mà trước đây vẫn luôn kiêng kỵ, liền chỉ muốn thời thời khắc khắc được ở cùng nhau. 10 ngày cũng tốt, 10 năm cũng tốt, cả đời càng tốt. Ngoài phòng mưa gió giả dích, đoàn mạch nguyệt si mê nhìn người dưới thân. Đường nhìn biết qua từng tấc, từng tấc ngũ quan anh khí, như là muốn đem hình ảnh hiện tại này khắc vào trong tim. Hai tay sợ uyên chống trước ngực đoạn bạch nguyệt, thân thể mỏng mật ong dưới lòng bàn tay rắn giỏi khỏe mạnh, đường nét rõ ràng, có vài vết sẹo do đao kiếm lưu lại, nhưng cũng không hề cảm thấy xấu xí. Trái lại, còn có vài phần mỹ cảm đang suy nghĩ gì đoàn bạch nguyệt nhẹ giọng hỏi tây nam phủ sở uyên nói ta muốn tới đó một chuyến không đợi sau này nữa ư đoàn bạch nguyệt cúi người ôm lấy hắn cũng tốt đợi giải quyết chuyện này xong ta liền tới đón ngươi về tây nam sở uyên nhắm mắt lại cười cười ừ đoàn bạch nguyệt phất tay thả màn giường xuống hôn môi càng lúc càng khó chê lìa Sở Uyên hơi ngửa đầu, hai tay bị hắn nắm chặt, cố định hai bên gối. Anh nến đầu giường lay động, chiều sáng một mảnh xuân sắc phù dung. Trong tiểu viện ở hành cung, đoạn giao nói. Hai chiều đêm nay và hai chiều đêm qua dường như không có gì khác nhau. Lão nhân nói. Đó là vì người giác ngộ chưa đủ. Đoạn giao khẽ nhíu mày. Có điều cũng không cần nóng này. Lão nhân nói luyện công phu phải dựa vào cơ duyên xảo hợp cưỡng cầu không được đâu đoạn giao gật đầu sư phụ cũng nói vậy nhưng nếu ta cứ chậm chạp không giác ngộ được vậy còn có thể giải đốt tinh cục cứu ca ca ta sao lão nhân nói không nói trước được đoạn giao thở dài tuy ta không thể xem tướng nhưng cũng biết người tốt nên có mệnh tốt nhân quả luân hồi báo ứng khó tránh lão nhân nói Tề Nam Vương nhìn qua tai thính mát tinh, không giống như là người mang ác niệm trong lòng. Mệnh số chắc cũng sẽ không tệ. Đúng vậy, đoạn giao nghĩ thầm. Hơn nữa, cả cà ta còn là một tình thánh, dù thế nào cũng phải trường mệnh trăm tuổi mới đúng. Lão nhân lại lấy ngón tay dính chút tống tử đường, đưa vào miệng nhắm nháp. Đoạn giao khuyên nhủ. Tiền bối đừng ăn nữa, để lâu như vậy chắc cũng hư rồi. Ta vào thành mua cho tiền bối một gói nữa cũng được lão nhân lắc đầu có ăn được bao nhiêu đâu tưởng niệm một chút mà thôi thấy vẻ mặt lão nhân thê lương đoạn sao cũng không biết phải nói gì một lúc sau mới thử thăm dò hỏi vậy có cần ta tới nhìn vị phượng cô bà bà kia một chút không lão nhân nói đừng tới quấy rầy nàng nữa một năm nhìn một lần biết nàng sống tốt vậy là đủ rồi dạ Lão nhân ôm ngực ho khan, cố gắng đứng dậy, run rẩy vào nội thất. Đoạn giao lại ghi nhớ kỳ phổ và tâm pháp một lần nữa, rồi cũng đứng dậy về chỗ ở. Nằm trên giường lăn qua lộn lại một hồi lâu, vẫn không thể ngủ được. Sau đó dứt khoát ngồi bật dậy, cầm liệt vân đao đi tới khách điếm kim mãn. Cảnh lưu thiên đang ngồi trên giường tĩnh tọa, nghe được động tĩnh thì mở mắt ra, ngạc nhiên hỏi. Đoạn tiểu vương gia sao lại tới đây? có chuyện muốn thỉnh giáo cảnh lâu chủ. Đoạn giao nói. Cảnh lưu thiên hỏi. Tiểu vương gia không biết là phi loan lâu không phải ngày nào cũng mở cửa buôn bán hay sao? Ta biết là phải xếp hàng chờ, nhưng ta không muốn xếp. Đoạn giao cạch một tiếng, thả một bình độc dược lên bàn. Dùng những thứ này đổi, được không? Cảnh lưu thiên nhìn thẳng hắn. Không được. Được. Đoạn giao kiên trì. Cảnh lưu thiên buồn cười nói đoạn tiểu vương gia như thế này gọi là ép người rồi ta cũng không phải người trong giang hồ võ lâm trung nguyên tất nhiên không cần tuân theo quy củ đoạn giao nói ta chỉ hỏi một chuyện cũng được cảnh lưu thiên nói mời tiểu vương gia cứ hỏi trên thế gian này có thể có người nào biết được bí mật giữa đốt tinh cục và đốt tinh lại có võ công cao cường ẩn tính tha hương còn có một người thương không thể ở bên nữa có không Đoạn ra hỏi Có thể biết được bí mật giữa đốt tinh cục và đốt tinh Thì chắc chắn có quan hệ với triều nhai Mai danh ẩn tích Võ công cao cường Trong chốn giang hồ này có rất nhiều Về phần nhi nữ tỉnh trường Thì lại càng khó có thể suy đoán được Cảnh Lưu Thiên nói Dù lấy ba điều kiện này cụp lại Cũng thật sự không biết người này là ai Đoạn giao nói Vậy vấn đề này không tính Ta lại hỏi chuyện khác cảnh lưu thiên buồn cười đoạn tiểu vương gia thật không hổ là người bước ra từ tây nam phổ a miểu phần thua lỗ cũng không chịu đoạn giao nói sau khi ta nói xong cũng mong cảnh lâu chủ đừng tới đó quấy rầy lão nhân ra cảnh lưu thiên gật đầu tất nhiên chút phẩm hạnh này phi đoàn lầu cũng có đoạn giao hỏi vài năm trước trong chốn giang hồ có nữ tử nào mà trong tên có một chữ phượng không cảnh lưu thiên nói cái chữ này ít nhất cũng có mười mấy người vậy còn đường tình lận đận thì sao? đoạn giao truy hỏi tới cùng cảnh lưu thiên nói nữ tử trên giang hồ đa phần đều sẽ có đường tình chắc trở nhưng phải nói bạch đầu phượng chính là người có đường tình chắc trở nhất trong số đó đoạn giao kéo cái ghế qua ngồi xuống bên cạnh hắn hai mắt lấp lánh nguyện nghe rõ ràng vì sao đoạn tiểu vương gia lại muốn biết chuyện này cảnh lưu thiên ngạc nhiên hỏi đoạn sao nghĩ thầm bệnh tình của vị lão tiền bối kia dường như đã rất nguy kịch rồi nếu lại không ai quan tâm chăm sóc như vậy e là không qua khỏi mùa đông năm nay lại còn bướng mình không chịu để đại phu xem bệnh nếu có thể biết được những chuyện đã xảy ra trước kia rồi giúp hắn tháo gỡ khúc mắc trong lòng cũng tốt vài chục năm trước giang hồ trung nguyên cũng không phải hòa thuận vui vẻ giống như bây giờ không chỉ có ma giáo ba ngày năm bữa lại chạy ra khiêu khích phá hoại mà những môn phái còn lại trong giang hồ cũng hết lần này tới lần khác không chịu yên ổn hầu như cách một vài ngày lại có môn phái ước hẹn ngày ẩu đả mắng chửi lẫn nhau tuy bình thường dân chúng đều thích miêu tả chuyện này như là huyết vũ tinh phong may ra lúc trò chuyện tán gẫu còn có thêm cái để bàn luận nhưng trên thực tế chuyện này lại càng giống chướng khí mịt mù hơn bởi vì chửi tới chửi lui nhiều lắm cũng chỉ chứng minh miệng lưỡi lợi hại, chẳng khác gì những kẻ lưu manh đanh đá ngoài đồng ruộng cả. Mà mấy loại chuyện như cãi nhau, rồi kéo bè kéo phái đánh nhau, thì tất nhiên là càng nhiều người càng tốt. Do đó, mỗi khi tới gần ngày các môn phái ước định, thì các lưu manh trên đường phố bỗng chốc cũng biến thành đệ tử của các môn phái. Vài văn tiền hai bữa cơm, liền có thể mướn bọn họ một ngày đêm. Không chỉ ồn ào ẩm mỹ, giọng nói lớn, mà mấy chuyện như ân cần thăm hỏi tổ tông nhà người ta, cũng không hề có áp lực nào. Với bọn họ mà nói thì là vừa thuận miệng, lại vừa có lời. Những tên lưu manh này cũng cực kỳ vui vẻ khi tham gia loại chuyện này. Nguyên nhân là gì? Thì trước tiên phải kể đến, là có náo nhiệt để xem. Vừa không tốn sức lại có tiền, còn được chửi ra miệng thỏa thích. Sau này về quê, liền có thể khoác lác với xóm giềng. Nhìn những ánh mắt cực kỳ hâm mộ khen tị xung quanh mình, quả thực ngay cả đang mơ cũng có thể cười tỉnh. Có điều là, tuy công việc này dễ làm, nhưng cũng có nguy hiểm. Một lần nọ, lúc bang tiêu sơn và kim tiền môn ước chiến đánh chửi, bởi vì những người mà hai bên mướn tới quá hung hãn, chửi nhau càng lúc càng hăng, đến cuối cùng thế cục càng không thể cứu vãn. Cứ nhiên thật sự rút kiếm chém nhau. Những kẻ lưu manh này đâu đã từng lâm vào cảnh chém giết như vậy. Vừa thấy máu thì cả đám đã vội vã quay đầu bỏ chạy, trong đó có một người chạy không nhanh lắm, nên sau lưng bị chém trúng hai đao. Người bị thương là một hậu sinh tuổi còn rất trẻ, đầu tóc rối bời, vẻ mặt bẩn thỉu, đại khái là bởi vì thân thể cường tráng nên dù máu chảy cả người nhưng cũng không chết. Lúc tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong một ngôi nhà tranh, bên cạnh có một nữ tử đang sắc thuốc. Nàng kia chính là Bạch Đầu Phượng sao? Đoạn giao nghe đến nỗi mê mẩn. Cảnh lưu thiên gật đầu Không ai biết tên thật của Bạch Đầu Phượng là gì Chỉ biết thường ngày Nàng vẫn luôn dùng một chiếc khăn trắng tinh trùm lên đầu che khuất mái tóc Trong tay lại cầm Bạch Phượng kiếm Vì vậy mới có cái danh hào này Sư phụ của nàng Chính là người có võ học tu vi Đứng hàng nhất nhì trong giang hồ khi đó Khôi bảo lão ni Cho nên võ công của nàng cũng không hề thấp Vốn là không nên dính dáng gì Đến chuyện của những môn phái nhỏ lẻ này nhưng vì đúng lúc đi ngang qua lại nhân tử thiện tâm nên thuận tiện cứu hậu sinh kia mà thôi đoạn giao nói sư phụ là người của phật môn là người thiện lương cũng không có gì khó hiểu đôi lúc quá thiện lương cũng không nhất định là chuyện tốt cảnh lưu thiên nói hậu sinh kia tên là lý thiên người nghe tên này lần nào chưa lý thiên tên bình thường không có gì đặc sắc đoạn giao suy nghĩ nửa ngày mới nói hải lãng thủ ư cái gì gọi là hải lãng thủ Cảnh lưu thiên bật cười Gọi hạ nhân bưng tới cho hắn một chén trà ngọt Là phá lãng chảm Không ai biết lai lịch của Lý Thiên thế nào Thậm chí trước cuộc chiến đó Trên giang hồ căn bản là không xuất hiện cái tên này Những đệ tử của bang Tiên Sơn Sau đó hồi tưởng lại bảy tám lần Cũng nói Lúc đầu chỉ thấy hắn ngồi sổ bên đường Xem y vừa rách vừa bẩn Tưởng hắn cũng là một tên lưu manh chơi bời lêu lỏng liền tới cho hắn vài đồng tiền. Không phân trần gì, lôi kéo hắn lên núi, kéo bẻ kéo phái đánh nhau. Sau khi thấy hắn thật sự bị người chém, liền cũng nhanh chóng tản ra. Chưa ai từng nghĩ, người này vậy mà lại là một tuyệt thế cao thủ. Sao? Đoạn sao cũng không hiểu. Có thể là ngày đó đã xảy ra chuyện gì, hoặc là vừa mới trúng độc. Có lẽ, ngoài bạch đầu phượng và chính bản thân Lý Thiên gia, thì không ai trên thế gian này biết rõ ẩn tình trong đó. Cảnh Lưu Thiên nói. Sau khi thương thế của Lý Thiên lành, liền cùng bạch đầu phượng chung sống với nhau. Lúc sinh thời, khôi bảo lão ni có giấu một quyển bí kíp võ công. Từ khi lão nhân ra mất, trong giang hồ có không ít người nhìn chằm chằm bạch đầu phượng như hổ rình môi. Từng đám từng đám tới cửa tìm. Lại từng đám từng đám đều bị Lý Thiên đánh đuổi đi. Trưởng pháp của hắn cực kỳ tinh diệu. Thậm chí chỉ cần một quả đấm của hắn cũng có thể làm cho mặt đất nứt ra cát đá bay đầy trời như sóng cuộn biển gầm cho nên mới có danh hào là phá lãng chảm nghe ra quả thật không tệ đoạn giao nói chỉ là nếu đã là đường tình chắc trở thì chắc lúc đó hai người cũng không thành thân sinh con dưỡng cái cảnh lưu thiên gật đầu sau đó không hiểu vì sao lý thiên lại mất tích trước đó hắn làm người quá kiêu ngạo đã đắc tội với rất nhiều người trong giang hồ. Sau khi tin tức truyền ra, Bạch Đầu Phượng cũng liền trở thành miếng thịt thơm ngon trong mắt mọi người. Có người vẫn như cũ, nhớ mãi không quên quyển bí kíp võ công kia. Có người lại thèm nhỏ dãi dung mạo của nàng. Cũng có người muốn moi từ miệng nàng tương tích của Lý Thiên. Sau lại, Bạch Đầu Phượng không chờ hắn nổi nữa, nên mới suốt đêm chạy ra khỏi thành trốn đi. Nhưng vẫn như cũ, rơi vào bẫy của kẻ thù, lọt vào tay kẻ xấu, không có võ lâm minh chủ đứng ra chủ trì công đạo sao đoạn giao hỏi võ lâm minh chủ đang ở tây vực xa xôi huống hồ lúc đó cũng không ai biết bạch đầu phượng rốt cuộc đã rơi vào tay kẻ nào cảnh lưu thiên nói mãi đến ba tháng sau trên đường phố mới xuất hiện một nữ tử tóc bạc trắng điên điên khùng khùng hổ ngôn loạn ngữ võ công tẫn phế đoạn giao cao mày là chính nàng trốn thoát rồi chạy tới đó cảnh lưu thiên nói sau đó, có mấy môn phái nhìn không vừa mắt, mời phái người tới cứu nàng. Đúng lúc gặp được người đến truy sát nàng, cuối cùng mới biết Hùng Phạm đứng sau chuyện này là ai. Là ai vậy? Đoạn giao hỏi. Một môn phái nổi tiếng hèn hạ vô liêm sỉ, tên là Huyền Thường Sơn Trang. Từng bị Lý Thiên một mình đánh thắng toàn trang, nên đâm dạ oán hận. Cảnh Lưu Thiên nói, sau khi tội ác bị bại lộ, các nhân sĩ chính đạo còn lại cùng nhau tấn công tiêu diệt tuy nói đã báo được thù cho nàng, nhưng trong chốn giang hồ này cũng không còn hiệp nữ bạch đầu phượng nữa. Sau đó thì sao? Đoạn giao tiếp tục hỏi. Chuyện sau đó cũng không còn ai biết, Lý Thiên dường như cũng chưa từng trở về. Về phần bạch đầu phượng, có người nói nàng đã chết, có người nói nàng đã xuất gia, cũng có người nói nàng đã gả cho một người bình thường. Không ai biết đâu mới là sự thật. Như vậy à? Đoạn giao nói. Lý Thiên kia thật sự là không trở về lần nào nữa sao? Cảnh Lưu Thiên lắc đầu. Cho dù là hiện tại, cũng không có người nào biết được thân phận thật sự của hắn, còn sống hay đã chết, đi đâu rồi, càng đừng nói đến hành tung năm ấy. Ừ. Đà tạ cảnh lâu chủ, hôm nay ta buộc cảnh lâu chủ phá vỡ quy củ, hôm khác nhất định sẽ tìm cơ hội bồi thường. Đoạn tiểu vương gia khách khí rồi, cảnh lưu thiên đẩy bình độc dược trên bàn về phía hắn, nếu ta không nhận số thủ lao này Thì cũng không tính là chuyện mua bán Nói gì đến phá vỡ quy củ Đoạn dao cầm bình nhỏ nhét vào trong ngực Vậy thì tính ta thiếu lâu chủ một cái nhân tình Không dám Cảnh Lưu Thiên nói Chỉ là Vì sao đột nhiên vương gia lại hỏi chuyện này Là bởi vì đã nghe được chuyện gì đó Hay là đã gặp được người nào Ta cũng không chắc chắn được Nhưng nếu những chuyện xảy ra trước kia thật sự bi thảm như vậy thì có lẽ không nên đến đó quấy rầy lão nhân ra. Đoạn giao hít sâu một hơi. Là do ta suy nghĩ quá đơn giản. Cảnh lưu thiên gật đầu. Tại hạ hiểu rõ. Sau khi rời khỏi khách điếm kim mãn, đoạn giao vốn là muốn tới thôn Phúc Minh xem một chút. Do dự một hồi, rồi cũng xoay người trở về bắc hành cung. Mặt trăng sáng tròn, lơ lửng trên bầu trời dần dần biến mất. Mặt trời mọc lên ở phương đông, xua đi màn sương mù dày đặc bên trong tô hoài sơn trang cũng bắt đầu có khói bếp bóng người tuy đang là mùa hè nhưng buổi sớm sơn trang vẫn còn lạnh đào bạch nguyệt kéo chăn cao lên nhẹ nhàng che lại đầu vai trần của người bên cạnh sở uyên đưa cánh tay lại che đôi mắt giờ nào rồi lại không cần vào chiều sớm người quản nó giờ nào đào bạch nguyệt nói buồn ngủ cứ việc ngủ tiếp sở uyên đáp trong phòng bức bối quá đòi mạch nguyệt đứng dậy mở cửa sổ nam ma tả đứng trong sân cười tươi như hoa đòi mạch nguyệt loảng xoảng đóng cửa gỗ khóa lại luôn nghịch đồ à nam ma tả lắc đầu thở dài liên tục xoay người tới phòng bếp đòi mạch nguyệt trở lại giường nhẹ nhàng ôm sợ uyên vào lòng sợ uyên bị hắn lăn qua lăn lại cả đêm vẫn còn mê man chưa tỉnh hẳn nên cũng không thấy rõ cửa sổ rốt cuộc là đang mở hay đang đóng rất nhanh liền ngủ tiếp đi đảo nhân đức đi qua lại đi lại ngoài tiểu viện vài vòng thị vệ đều nói là tây nam vương chưa từng ra khỏi cửa vì vậy cũng thả lỏng tâm tình tính toán tới nhà ăn ăn điểm tâm nhưng lúc đi qua phòng bếp thì suýt nữa đụng vào một lão nhân đầu tóc rối bời nam đại hiệp đảo nhân đức hành lễ bất động thân xác lùi lại hai bước dù sao vị trước mắt này cũng chết rồi sống lại mấy lần cũng không biết đến tột cùng là thứ gì nữa nên tránh xa một chút thì hơn. Đảo đại nhân, Nam A Tả đang cầm một cái bánh quẩy gặm. Nam Đại Hiệp bị bệnh sao? Đảo nhân Đức đưa mắt nhìn quanh phòng bếp, trong nồi đang sôi ủng ngục, xung quanh không khí tràn đầy mùi thuốc đông y. Cũng không phải vậy, Nam A Tả trả lời. Là thuốc bổ, đảo đại nhân có muốn uống một chén không? Đảo nhân Đức nhìn trên bàn giải đầy bỏ cạp, rết và nhện nhện khô, tươi cười đầy mặt xoay người cáo từ Rất sợ, chỉ chậm một chút thôi là sẽ bị kéo lại bắt uống. Nghĩ thật đẹp, có muốn uống cũng không có phần đâu. Nam mà tả lắc lắc cái đuôi sam được tiểu đồ đệ tết cho mấy ngày trước. Tiếp tục ngồi xổm bên bếp lò sắc thuốc. Hầm khô rồi lại thêm nước. Bảy tám lần như vậy rồi mới múc ra mang về tiểu viện. Người mở cửa ra là sở uyên. Hoàng thượng, Nam Mà nở nụ cười hiền lành. Nam tiền bối Sợ Uyên cũng không cảm thấy không được tự nhiên Dù sao phòng ngủ của Nam Ma Tà Cũng nằm ngay bên cạnh Dựa theo võ học tu vi của hắn Thì không thể nào không biết những chuyện xảy ra đêm qua Huống chi Vốn cũng là người một nhà Đây là thuốc Nam Ma Tà đưa chén trong tay cho hắn Căn dặn Cần phải uống hết 15 mỗi tháng đều phải uống thuốc Chính là thế này sao Sở Uyên đỡ lấy chén Namata gật đầu. Đúng vậy, vừa độc, vừa chua, vừa đắng. Uống xong nhất định phải có chút ngọt ngào mới đúng. Làm phiền tiền bối rồi, sợ uyên hơi cúi đầu. Namata thanh thanh cổ họng, vừa định tiếp tục hông nắm bầu không khí một chút. Thuốc này... Sư phụ, đoàn mạch nguyệt đi tới đứng sau lưng sở uyên, ánh mắt như đau. Namata bình tĩnh, vuốt vuốt bím tóc của mình. Tiền bối về phòng nghỉ ngơi đi, Sở Uyên bật cười Ta sẽ trông chừng hắn uống thuốc Có ngay hay không Đoàn mạch nguyệt một tay chống cánh cửa Hơi không người xuống đối mặt với ân sư Cần đồ đệ Đích thân đưa sư phụ về phòng không Nụ cười hòa ái Vừa nhìn liền biết hoàn toàn Không phải là đang uy hiếp Nam mà tả ngay cả cửa cũng không đi Trực tiếp nhảy tường Trở về tiểu viện của mình Sở uyên cam nín Những gì sư phụ nói thì người cũng biết rồi đó Đoàn Bạch Nguyệt đóng cửa phòng. Nghe một chút cũng được, nhưng không thể tin. Nam tiền bối cũng chưa nói cái gì. Sở Uyên ngồi xuống cạnh bàn, đưa chén thuốc cho hắn. Vẫn còn nóng lắm. Đút ta. Đắng. Nếu đắng, chẳng phải là nên uống một hơi hết sạch hay sao? Tay ta đau. Sở Uyên buồn cười, múc một muỗng thuốc, thổi nguội rồi đưa tới bên miệng hắn. Cho tới bây giờ, đoàn bạch nguyệt cũng không biết thì ra chén thuốc độc này cũng có thể ngọt ngào như vậy. Trong này là những thứ gì?" Sở Uyên hỏi. "Có loại dược liệu gì khó tìm không?" "Mấy loại độc vật tầm thường mà thôi, Tây Nam chỗ nào cũng có." "Độc vật? Đối với người bình thường là thuốc độc, nhưng đối với ta lại là thuốc giải." Đoạn Mạch Nguyệt đem nước thuốc còn dư trong bát uống cạn sạch. "Nếu không một khi kim tạm tuyến thức tỉnh, thì cũng sẽ không dễ dàng ngủ lại như vậy." Sở Uyên thở dài Nhưng cũng không thể cứ như vậy mãi được Không nói chuyện này Lại nghe tới ba chữ thiên thần xa nữa Đầu ta sẽ nổ tung mất Có sư phụ và người của Tây Nam Phủ truy tìm Người cũng đừng nhúng tay vào nữa Sở Uyên gật đầu rót chén trà cho hắn xúc miệng Bữa trưa cũng được đưa vào phòng Sau khi ăn cơm xong Đoạn Bạch Nguyệt hỏi Ngủ một giấc nha Một canh giờ trước vừa mới ngủ dậy dù sao cũng không có chuyện gì để làm. Khoảng thời gian nhàn rỗi sau giờ ngọ này, người một là không biết phẩm trà, hai là không biết chơi cờ, ba là không muốn đọc sách, bốn là không thông âm luật, đích xác là không có việc gì để làm. Nếu ta biết, thì làm sao tới lượt ôn đại nhân kia làm thám hoa? Người... Sở Uyên dở khóc dở cười. Không thích thầy phó đại nhân thì cũng thôi đi. Ôn ái khanh cũng đâu có trêu chọc gì ngươi đâu vì sao ba lần năm lượt lúc lại lôi ra niệm một lần đoàn bạch nguyệt nói nếu ngươi bằng lòng để hắn ở hẳn lại thục chung ta cam đoan sau này sẽ không bao giờ nhắc tới hắn nữa ngươi đừng mơ ồ nái khanh là giường cột của đại sở ta ở bên ngoài trải nghiệm vài năm nếu là thành tích xuất chúng chậm không chỉ đơn giản là muốn triệu hồi vương thành làm quan mà thậm chí vị trí đứng đầu trăm quan cũng có thể cho hắn sao vậy nên tị ư Sở Uyên đưa tay nâng cảm hắn lên Đoàn Bạch Nguyệt nói Sở biết người thích thư sinh như vậy Trước đây ta cũng không học võ công làm gì Nên đi theo vương phu tử Nói không chừng bây giờ cũng có thể xuất khẩu thành trương Hổ ngôn loạn ngữ Sở Uyên vỗ vỗ mà hắn Đừng nháo Màu vận công chữa thương đi Đoàn Bạch Nguyệt hôn lên môi hắn một cái Rồi mới đứng dậy đi vào nội thất Sở Uyên ngồi một mình Uống xong hai chén trà Ánh mắt vô tình nhìn thấy bộ kiếm của Đoạn Bạch Nguyệt, nhất thời hiếu kỳ liền cầm lên thưởng thức một chút. Nửa ngày sau, rốt cuộc phát hiện vật này nhìn xa thì giống một khối sắt vụn, cầm trong tay rồi sẽ biết vật này chính là một khối sắt vụn cực kỳ cũ kỹ. Cái thứ đồ chơi gì á? À? Sở Uyên cầm kiếm gõ loảng xoảng loảng xoảng lên mặt đất hai cái, có một lần ra một cái hố. Mình có cần phải phái người ra ngoài? tìm cho hắn một binh khí xứng tay không đây? Tây Nam Vương Trong viện chuyển đến giọng nói của Đào Nhân Đức Sở Uyên cầm nín Tây Nam Vương Đào Nhân Đức vẫn còn đang đứng trong sân viện gọi Hết lần này tới lần khác Nam Ma Tà lại không ở đây Xung quanh cũng không có động tĩnh gì Tây Nam Vương Xin thứ cho tại hạ thất lễ Gọi nửa ngày cũng không thấy động tĩnh gì Đào Nhân Đức bước lên bậc thang định vào xem thử có chuyện gì. Tránh cho vị này lại làm ra chuyện gì kinh thiên động địa. Sở Uyên bỏ bộ kiếm trong tay xuống, xoay người vào nội thất, rồi tung người nhảy lên xà nhà. Bởi vì có chút gấp gáp, nên đã vô ý làm đầu ngón tay bị thương. May mà khối sắt vụn kia cũng không sắc bén lắm, ngậm trong miệng một chút đã cầm máu rồi. Đảo Nhân Đức đẩy cửa vào phòng, thấy không có ai, liền trực tiếp vào nội thất. Đoàn mạch nguyệt ngưng thần, tĩnh trí, đang nhắm mắt vận công tĩnh tọa thân trên xích lõa nơi cổ còn có dấu ô mai mập mờ đào nhân đức kể sát vào nhìn kỹ thẩm mỹ người này bất tỉnh rồi hay sao trên ngực đoạn bạch nguyệt còn xăm một hoa văn hình rồng nho nhỏ lúc đào nhân đức nhìn rõ cái này thì đúng như dự liệu mặt mày biến sắc vội vã xoay người rời đi đoạn mạch nguyệt thở ra một hơi mở mắt nhìn lên xà nhà sợ uyên nhảy xuống trên người dính đầy bụi đoàn mạch nguyệt nhìn hắn cười sở uyên nói bây giờ thì tốt rồi thái phó đại nhân chắc chắn lại càng xác định người dã tâm lang sói cần phải đề phòng quản hắn làm chi đoàn mạch nguyệt đứng dậy vừa rồi người ở bên ngoài làm gì vậy ta nghe loảng xoảng đào đất sao sở uyên dừng một chút nói là bộ kiếm của người rơi xuống đất chẳng trách đó rốt cuộc là vật gì hình như được gọi là huyền minh hàn thiết. Xem tình hình này, ngay cả tên gọi là gì cũng không xác định ư, sợ uyên thẩm nghĩ. Sư phụ đưa đó, nói là thượng cổ thần vật, đoạn mạch nguyệt lấy y phục bên cạnh mặc vào. Sợ uyên thật sự nhịn không được nói. Trong cung còn có một thanh ngư trường kiếm, người có muốn hay không? Đoạn mạch nguyệt lắc đầu. Người tập võ, nào có đạo lý, hai ngày ba lượt đổi binh khí, Sở Uyên rất muốn nói, vậy cũng phải là binh khí mới được. Trên bàn ngoài phòng, thân kiếm Huyền Minh Hàn Thiết hiện lên hoa văn rồi lại lập tức biến mất, dù có người nhìn thấy thì cũng chỉ tưởng là mình gặp ảo giác mà thôi. Sắc trời dần tối, hai người cùng nhau ăn một bát mì, Sở Uyên nói, ta phải trở về rồi. Trên đường nhớ cẩn thận, vài ngày tới không cho quay lại đây nữa, Đoàn Bạch Nguyệt nói, mỗi lần đi cũng mất một canh giờ không bằng ở lại hành cung ngủ một giấc ừ không tới sở uyên cười cười đáp đoàn mạch nguyệt ôm eo hắn cúi đầu hôn xuống sở uyên nhắm mắt vòng tay ôm lấy cổ hắn hôn cực kỳ say mê hồi lâu sau hai người mới tách nhau ra đoàn mạch nguyệt dùng ngón cái cọ cọ cánh môi sở uyên dịu dàng nói chờ ta trở lại sở uyên vỗ vỗ ngực hắn xoay người ra cửa đoàn mạch nguyệt tiễn hắn ra ngoài vẫn đứng nhìn theo cho tới khi bóng lưng hắn biến mất rồi mới xoay người về phòng nam a tà ngồi xổm trên cây vui vẻ cắn hạt dưa ngắm nhìn mặt trăng di chuyển trên bầu trời từng chút từng chút một sau đó mệt mỏi ngáp một cái lựa tư thế thoải mái nhất vù vù ngủ rất là tiêu diêu tự tại sau nửa đêm khắp núi đồi lại bắt đầu nổi gió lên từng trận rừng cây bụi cỏ bị gió thổi kêu sàn sạt xa xa mơ hồ chuyển tới tiếng sấm Huyền Minh Hàn Thiết rung lên những tiếng ong ong nho nhỏ. Thính giác đoạn Bạch Nguyệt cực kỳ nhạy bén, lập tức mở mắt, quay đầu nhìn về phía bàn. Hoa văn lam sắc chậm rãi chạy dọc theo thân kiếm, như là những đóa hoa nở ra trong biển hoang dã. Đoạn Bạch Nguyệt xuống giường, từng bước tới gần Huyền Minh Hàn Thiết. Sau một hồi trần trừ, đưa tay cầm lấy chuôi kiếm. Chỉ trong chớp mắt, cuồng phong gào thét tràn vào, cửa phòng bị ngoại lực mạnh mẽ đẩy ra loảng xoảng một đạo sấm sét ầm ẩm, ẩm vang lên tia sét trắng xóa như là muốn xé rách bầu trời đêm đen kịt trong giây lát đã chiếu ra gương mặt trắng bệch nhuồm máu đứng ở bậc cửa tây nam vương giọng nói giả nua của lam cơ dường như đến từ nơi sâu thẳm trong lòng đất biệt lai vô dạng à quả nhiên là ngươi đoạn mạch nguyệt lạnh lùng nhìn nàng lão thiên gia không muốn để ta chết lam cơ nói Vậy ta cũng chỉ có thể sống Người nói sai rồi Đoàn Mạch Nguyệt nói Nếu Lão Thiên Gia muốn để ngươi sống Thì sẽ không dẫn ngươi tới nơi này Mà phải cách xa ta càng xa càng tốt Nam Mai Tà cũng nhảy từ trên cây xuống Vững vàng rơi vào trong viện Dựa theo tính tình của hắn trước đây Nếu mà nhìn thấy cảnh này Thì nhất định sẽ đứng yên như ngọn núi Xem náo nhiệt Nhưng hiện giờ rất khác Dù sao đồ đệ nhà mình cũng đang mang thương tích trong người có thể không đánh nhau thì cứ không đánh nhau đi Lại một tiếng sầm sét nữa vang lên Lam cơ đột nhiên xuất chiêu Hai tay lạnh lạnh như móng vuốt quỷ dữ Nam ma à tà cũng tấn công phía sau nàng Không ngờ lại bị đoạn bạch nguyệt đoạt lại Huyền minh hàn thiết trong tay hắn rung lên ong ong Thân kiếm sáng loáng Như là linh hồn đã ngủ yên nghìn năm Đột nhiên vùng dậy Muốn phá vỡ giam cầm để thoát ra Nam ma à tà thấy thế giật mình kinh hãi Tùy đã biết vật này là yêu kiếm nhưng mục đích của hắn cũng chỉ là muốn lợi dụng âm khí của nó, áp chế kim tảm tuyến trong cơ thể đoạn bạch nguyệt mà thôi. Chưa từng nghĩ, cũng có ngày nó thật sự thức tỉnh. Một lần chết rồi sống lại, chiều thức của Lam Cơ lại càng trở nên âm ngoan. Ngay cả trưởng phòng cũng đều mang theo độc. Đoạn bạch nguyệt biết rõ kim tảm tuyến trong cơ thể mình, mấy ngày này cũng không yên phận. Vì vậy cũng không dốc toàn lực ra đánh. Chỉ nghĩ, tiếp nàng hơn 10 chiêu rồi lui ra. Giao thế cục lại cho sư phụ, vậy mà huyền minh hàn thiết trong tay dường như lại không chấp nhận việc này hàn khí như nước lũ vỡ đê tràn vào cơ thể xuyên qua tứ chi trăm hài ngay cả dòng máu chảy trong người cũng bắt đầu lạnh như băng nội lực bị kiếm khí nhiễu loạn cũng dần dần trở nên hỗn độn giống như sóng biển lao nhanh vào bờ mơ hồ muốn tìm trong thân thể một nơi thích hợp để phát tiết cưỡng chế cảm giác đau nhức trong lồng ngực đoàn bạch nguyệt tung người nhảy lên kiếm vòng ở dưới ánh trăng vẽ ra ánh sáng lam sắc lam phát hiện dị thường nằm lấy cổ tay hắn định kéo tới bên người mình đầu ngón tay lại chạm tới một mảnh lạnh lẽo thấu xương loài mạch nguyệt tránh thoát tay hắn lần nữa tấn công về phía lam cơ tốc độ ra chiêu tuy nhanh gấp ba lần trước nhưng sát khí lại giảm đi đáng kể đa phần đều là hư chiêu nam mata dần dần nhìn ra manh mối hiểu rõ lý do vì sao bỗng dưng hắn lại hiếu chiến như vậy dường như là muốn lợi dụng cơ hội đánh nhau với nàng để xua tan phần nào hàn khí trong cơ thể. Lúc này ngự lâm quân canh giữ gần Sơn Trang cũng nghe thấy tiếng chạy tới. Nam Ma tả thấy thế, vội vàng bày ra vẻ mặt uy nghiêm của tôn sư, quát lớn, nói không cho phép người ngoài nhúng tay vào chuyện này. Nhưng hoàn toàn không ai nghe, thậm chí ngay cả câu cơ bản là chuyện giang hồ để người giang hồ giải quyết, còn chưa kịp nói, thì quan binh cũng đã ổ ạt xông vào vòng chiến. Dù sao hoàng thượng cũng đã hạ thánh chỉ rồi, coi như là có nhiễu loạn lớn bằng trời cũng không được để tây nam vương tự mình động thủ thấy người xông tới quá nhiều đoàn mạch nguyệt dứt khoát đưa tay sách lam cơ rồi tung người nhảy lên đầu ngón chân lẹt xẹt lướt qua ngọn cây mang theo nàng chạy vào sâu trong rừng nam ma tả nhanh chóng đuổi theo ngự lâm quân cũng giờ đuốc lên oanh oanh liệt liệt chạy theo giữa rừng sâu đoàn mạch nguyệt cảm thấy cổ họng dâng lên một cỗ tanh ngọt khóe miệng tràn ra tơ máu rủ lam cơ đã bị hắn phế đi nửa cái mạng nhưng nhìn thấy hắn như vậy cũng chỉ cười nhạt. Sao vậy? Tây Nam Vương cũng luyện được bồ đề tâm kinh. Không phải hiện tại nên độc bộ thiên hạ hay sao? Đoạn mạch nguyệt nặng nề cắm huyền minh hàn thiết vào lòng đất, đưa tay bóc chặt cổ nàng. Nhìn xem mặt hắn từ từ nổ lên hoa văn dữ tợn, làm cơ ho khai một tiếng, rồi lại cười chào phúng. Thế nhân đều nói, thiền sát giáo là ma giáo, lại không biết mà giáo chân chính của toàn bộ Tây Nam phải là Tây Nam Phủ mới đúng. Bồ đề tâm kinh, thì ra chính là loại võ công nửa người nửa quỷ như vậy. Đừng có giết nàng, Nam Ma Tà vừa chạy tới vừa hét. Đoài mạch nguyệt siết chặt nắm tay, Lam Cơ bắt đầu ủ ớ khó thở, một dòng máu đen dọc theo khóe miệng chảy xuống, chỉ chốc lát sau đã chệt để tắt thở. làm Ma Tà căm nín, Đoài mạch nguyệt buông Lam Cơ ra, khuỵu gối trên mặt đất ồ ồ thở dốc. Nam A Tà đưa chân đá vào huyền minh hàn thiết, đẩy về lại tay đoạn bạch nguyệt. Đứng lên! Đoạn bạch nguyệt mạnh mẽ chống chui kiếm đứng dậy. Nam A Tà tung trưởng, vỗ vào ngực hắn. Thổ nạp tự tại, chu thiên hồi toàn. Vì vậy, lúc ngự lâm quân chạy tới, thì chỉ thấy làm cơ đã mất mạng nằm dạp trên mặt đất. Còn Nam A Tà và đoạn bạch nguyệt thì vẫn còn đang đánh đến thắng bại khó phân. Mọi người hai mặt nhìn nhau Không hiểu là chuyện gì đang xảy ra Nam Ma Tà không dám lơ là Kiên nhẫn từng bước Từng bước chuyển thụ khẩu huyết tâm pháp cho hắn Mãi đến khi đánh tan toàn bộ Kiếm khí của huyền minh hàn thiết Rồi mới thu chiêu, nhảy xuống đất Sắc mặt đoạn bạch nguyệt trắng bệch Trên trán nổi đầy gân xanh Nam Ma Tà nâng trưởng đánh đổ đệ ngất xỉu Cõng trên lưng chạy thẳng về sơn trang Vừa chạy vừa giống Màu đi đu nước nóng Ngựa lâm quân vừa đáp ứng vừa chạy về phía phòng bếp hoàng thượng còn nói là nếu hầu hạ tây nam vương tốt sẽ được thưởng a à? ngâm mình trong nước nóng hầm hập sắc mặt đoạn bạch nguyệt mới dịu lại đôi phần đau nhức trong tim cũng tản đi không ít nam ma tà lo lắng hỏi sao rồi đoạn bạch nguyệt điều tức nội lực một lúc đáp không chết được huyền minh hàn thiết rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy nam ma tà hỏi đoạn bạch nguyệt dùng ánh mắt sâu kín nhìn hắn thật lâu rồi mới hữu khí vô lực nói kiếm là sư phụ tìm được câu này phải là ta hỏi sư phụ mới đúng nam Tà nghẹn lời hồi lâu sau mới nói ta tặng nó cho ngươi là bởi vì kiếm này cực kỳ âm hàn cảm thấy nó ít nhiều gì cũng có thể áp chế phần nào sự nóng này của kim tàm tuyến nhưng không ngờ ngươi lại có bản lĩnh như vậy còn có thể làm yêu kiếm tỉnh lại lần nữa đoạn mạch nhiệt miễn cưỡng đà tạ sư phụ khích lệ Hoàn thắc mắc nó vì sao mà tỉnh đã Sau này ngươi nên cách xa nó một chút Nam Ma Tà nói Nếu đêm nay đầu óc ngươi không đủ dùng Còn có thể nghĩ đến chuyện Dùng lam cơ phân tán sát khí Thì e là đã tẩu hỏa nhập ma từ lâu Đoạn Bạch Nguyệt thở dài Ta tưởng là hơn 10 năm qua đi Cách tặng lễ vật của sư phụ Sẽ cao minh hơn một chút Thì ra còn không bằng bó hoa độc năm ấy nữa Nam Ma Tà cảm thấy rất dầu dĩ Nhưng lại không thể nào phản bác bởi vì sự thật đúng là như vậy thế gian này có người kỵ thức ăn có người kỵ tình ái dục niệm còn mình có lẽ là kỵ tặng lễ vật rồi bởi vì bất kể mục đích là tốt hay xấu kết quả cuối cùng đều chỉ có một loại người nhận lễ vật hấp hối nửa sống nửa chết lần này cũng vậy tuy nói kiếm khí âm hàn của huyền minh hàn thiết chạy một vòng trong cơ thể đoạn bạch việt cũng tạm thời đóng băng toàn bộ kim tàm tuyến đang sao động nhưng là cũng chỉ tạm thời mà thôi. Chỉ qua một đêm, kể cả những cá thể kim tạm tuyến trước kia chưa từng phát tác, cũng nối đuôi nhau tỉnh lại. Rất sợ chậm một chút thôi thì sẽ bị đồng loại cắn nuốt. Trên trán đoạn bạch nguyệt tứa ra đầy mồ hôi lạnh, hai tay hầu như nắm gãy thành giường. Hết tập 21 Các bạn vừa được thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đam Mỹ Đế Vương Công Lược Tác giả ngữ tiếu lan san qua phần thể hiện của Sam. Nếu yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video nhé. Nhanh tay đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện đam mỹ hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện tiếp theo.